Lấy bông nấu cho em bé ăn đi. Nào bón cho em bé nào. Đó, bạn Bông đang bón cho em bé ăn nha. Thế Bông nấu món khác cho bé đi. À, rửa bát rồi. Rửa cho sạch nào. Rửa chi à? Đúng rồi, mình ăn xong thì mình phải rửa bát, rửa thìa cho sạch đúng không? Bây giờ Bông nấu cho em bé củ cà rốt nào. Em bé thích ăn củ cà rốt. Bông tìm củ cà rốt đâu rồi? Nào, thế Bông nấu cho em bé đi. Bông cho vào nồi nhá. Bật bếp nào. Rồi, chúng ta chờ một tí để cho nồi nấu chín nhá. Đâu, Bông xem chín chưa nào. À, chín rồi. Bạn Bông đang nấu củ cà rốt nào. Thế Bông bê xuống đi. Bỏng, bỏng, úi bỏng. Thổi đi nào. Nguội chưa? Nào, thế em bé ra để Bông cho em bé ăn nhá. Em bé ăn tài quá nhỉ. Em bé ăn ngon quá. Đó, bây giờ mình phải nấu nấu một quả cà chua để cho em bé ăn thôi. Quả cà chua đâu? Nào Bông tìm quả cà chua đâu nhỉ? Đúng rồi, mình phải cho vào chảo, cho vào chảo. Được rồi, cho vào nồi cũng được. Bật bếp chưa? Đậy nắp vào. Rồi, chờ một tí nha, cho nước sôi nha. Để cho em bé ăn quả cà chua nha. Rồi, nào bác nồi xuống nha, nào bố bác hộ Bông này. Bông thổi đi đã. Rồi, bây giờ mình cho ra đĩa nào. Ừ, đúng rồi. Nào, em bé ngồi để ăn nha. Em bé ăn nhầm 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 nhầm. Ý, em bé ăn ngon quá nhỉ Bông nhỉ. Em bé no chưa nhỉ? Chưa no à? À thế con cho em bé ăn no đi. Rồi. Bây giờ em bé ăn no rồi phải cho em bé đi ngủ nhá. Nào, thế Bông bế em bé, dỗ em bé cho em bé ngủ đi. Nào, à ơi đi. Bế à ơi em bé đi. Nào, em bé dỗ em bé ngủ đi. Vỗ vỗ cho em bé ngủ nào. Em bé ngủ nha. Bé ngủ ngoan nha. Dậy dậy rồi à, dậy ăn tiếp à.